Chào mừng quý vị đến với trường quay SSTV. Chúng tôi rất vinh dự khi có mặt trong chương trình của một nghệ sĩ rất nổi tiếng, rất tài hoa, nghệ sĩ Xuân Đan. Anh đang làm điêu đứng cánh chị em bằng tác phẩm Hit Me Up. Phone cho anh những lúc em một mình, sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết. Không em mang cho em feeling nhiều về anh biết anh sẽ là người làm em tiên. Trời dù mưa, đường có đông, nhà có xa, anh cũng qua. Chỉ cần nói là em đang không thấy vui, anh sẽ tới. Đứng trước cửa nhà em nhìn thấy trên camera Casablanca, tay anh mang hoa, khoác pyjama ra đón anh vào nhà. Hai bên tay chưa đi em đã nhớ, và trong bếp em trên bàn trước cửa sofa. Hit me up when no one's around, we gonna do things you already know. Ain't nobody ever gave you this kind of love, and I'm that one you already know. When it's rain on your night, let me be your sunshine. When it's darkness in my song, I'll let you be the dawn. Cause the name.